Xin kính chào các anh chị. Amis kế toán đã đáp ứng việc áp dụng chiết khấu thương mại đồng thời theo mặt hàng và hóa đơn khi lập chứng từ bán hàng hóa dịch vụ, hỗ trợ anh chị hạch toán một cách chính xác khoản chiết khấu thương mại và nâng cao hiệu quả công việc. Hãy cùng em khám phá chi tiết ngay sau đây. Tại các doanh nghiệp, khi khách hàng mua hàng hóa dịch vụ với số lượng lớn, đạt định mức hoặc vượt định mức đặt ra thì sẽ được hưởng khoản chiết khấu thương mại cho mặt hàng đó. Ngoài ra, khách hàng còn có thể được hưởng khoản chiết khấu tính trên tổng số tiền đối với các hóa đơn có giá trị cao. Em ví dụ trường hợp tại một đơn vị kinh doanh các mặt hàng thời trang có chính sách mua hàng hưởng chiết khấu thương mại như sau. Khi mua hàng với số lượng từ 5 chiếc trở lên, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng. Cụ thể đối với mặt hàng áo sơ mi, khách hàng được hưởng chiết khấu là 2%, mặt hàng quần jean, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu là 3%. Ngoài ra, đối với hóa đơn từ 3 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 5% trên tổng hóa đơn. Tuy nhiên, trên phần mềm Amis kế toán, anh chị chỉ có thể lựa chọn áp dụng một loại chiết khấu theo từng mặt hàng hoặc theo số tiền trên tổng hóa đơn. Khi đó, anh chị phải thực hiện tính toán thủ công ngoài phần mềm số tiền chiết khấu cho từng mặt hàng cụ thể và gặp nhiều bất tiện khi không in được mẫu chứng từ bán hàng áp dụng nhiều loại chiết khấu cùng lúc. Để giải quyết vấn đề này, Amis kế toán đã đáp ứng việc áp dụng chiết khấu thương mại nhiều lần theo mặt hàng và hóa đơn cho cùng một đơn hàng. Cụ thể, khi lập chứng từ bán hàng hóa dịch vụ, anh chị có thể lựa chọn áp dụng chiết khấu theo mặt hàng và hóa đơn. Khi đó, trên giao diện chứng từ bán hàng, anh chị có thể nắm được các thông tin tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu theo mặt hàng, tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu theo hóa đơn, đồng thời nắm được tỷ lệ chiết khấu và số tiền chiết khấu cuối cùng sau khi áp dụng chiết khấu 2 lần. Tại đây, đối với các mặt hàng đủ điều kiện áp dụng chiết khấu theo mặt hàng, chương trình sẽ tự động lấy lên chứng từ tỷ lệ chiết khấu theo mặt hàng đã được thiết lập trên chính sách giá hoặc danh mục vật tư hàng hóa dịch vụ đồng thời tự động tính toán số tiền chiết khấu theo mặt hàng cho anh chị Đối với loại chiết khấu trên tổng hóa đơn, khi thực hiện phân bổ chiết khấu, chương trình cũng sẽ tự động tính toán các thông tin tỷ lệ chiết khấu theo hóa đơn và số tiền chiết khấu theo hóa đơn, đồng thời tự động xác định tỷ lệ chiết khấu và tổng số tiền chiết khấu mà khách hàng được hưởng sau khi áp dụng chiết khấu thương mại nhiều lần mà không cần phải tính toán thủ công ngoài phần mềm như trước đây. Chương trình cũng hỗ trợ anh chị in được mẫu chứng từ bán hàng với nhiều loại chiết khấu rất đơn giản và thuận tiện đúng không ạ vậy các anh chị hãy ngay lập tức trải nghiệm tính năng này trên phần mềm amis kế toán nhé xin chào và kính chúc anh chị thực hiện thành công